giám đốc marketing xin chào các chuyên gia marketing xin chào những người đang quan tâm đến series khóa học cmo tức là giám đốc marketing toàn diện của tôi tên tôi là nguyễn phan anh và trong video bài học này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn chủ đề trade marketing management tức là quản trị marketing thương mại hay là mình hẹp hơn mình có thể gọi là marketing điểm bán Vâng cái cái file này các bạn đang nhìn thấy là tôi làm từ tháng 4 năm 2011 và bây giờ thì tôi làm video cho các anh chị và các bạn. Slide nó cũng dài 107 trang, khá là kỹ. Vâng. Thì tôi sẽ trình bày cho các anh chị và các bạn. Rồi, ở đây là marketing hỗ trợ cho điểm bán, được chưa ạ? Thế thì nó gồm những cái nội dung gì? Ở đây thì marketing hỗ trợ điểm bán bán hàng là gì? đối tượng áp dụng đối tượng thực thi và ngành hàng áp dụng đúng không ạ chuyên đề số 2 thì các hoạt động marketing hỗ trợ điểm bán tại các điểm bán cụ thể là gồm những cái gì nó khá là dài và nó gồm có là quản trị cung ứng hàng hóa ví dụ như là mục tiêu là phải tốc độ và chính xác đúng không thiết kế bao bì nhãn mát đóng gói để chiến thắng ngay từ khi khi mà chúng ta sản xuất sản phẩm chúng ta chiến thắng trong khi mà chúng ta để trên giá kệ, khi mà chúng ta thấy là hàng trăm, hàng nghìn các mặt hàng để trong giá kệ như vậy, thì chúng ta phải nổi bật, chúng ta phải thông minh và chúng ta phải thu hút được khách hàng ngay từ trong khi mà chúng ta để trên giá kệ. Và thì tôi gọi nó là thu hút để chiến thắng. đấy à, Kỹ thuật trưng bày cửa hàng à, sản phẩm à, thu hút và bắt mắt, đúng không ạ? À, POMS tức là các vật phẩm hỗ trợ bán hàng thì phải hấp dẫn. Đấy. À, phát triển các kênh phân phối, kênh bán hàng thì phải hiệu quả. À, xây dựng chương trình và kế hoạch bán hàng thực chiến tại điểm bán thì phải chính xác à, Chiến lược tung sản phẩm mới à, thì phải có lộ trình đó Và phải biết làm à, truyền thông kiểu như là tiết lộ à, Kiểu như là do gì đúng không à, Chiến lược và cách thức khai trương các điểm bán thành công thì chia sẻ bí quyết à, Quảng cáo và truyền thông tại điểm bán thì phải sáng tạo à, Quảng cáo và xây dựng thương hiệu ngoài điểm bán thì phải có khả năng lan truyền À, mà ngoài tiếng Anh người ta đọc là Varo đúng không ạ? Vâng, à, các hoạt động hỗ trợ cho điểm bán thì phải cân cù chăm chỉ à, và hiệu quả đấy, à, mở các điểm bán các kiosk bán hàng lưu động thì để hớt váng thí dụ như dịp Tết này chúng ta thấy đúng không ạ? thì à, bia Hà Nội, bia Tiger rồi dịp à, Trung Thu thì các hãng bánh bắt đầu là đi bán à, thì gọi là chúng ta có thể hiểu đấy chính là các cái kiosk điểm bán hàng lưu động thì để hớt váng, à, phục vụ khách hàng rất là tốt. Và xây dựng các chương trình khuyến mại và Xây dựng các chương trình khuyến mại tặng quà giảm giá Thì phải khôn ngoan, phải sáng tạo Và à, lập kế hoạch marketing hỗ trợ bán hàng hiệu quả thì phải bài bản Đấy, Thì à, toàn bộ cái nội dung mà tôi sẽ trình bày cho anh chị các bạn à, Có lẽ sẽ phải cần à, 2 đến 3 bài Để nó không bị quá dài Được chưa ạ? Ok Đầu tiên thì à, chúng ta sẽ nói về cái chuyện là Ok, well, uh, Wall Street marketing à, marketing hỗ trợ bán hàng hay là mình có thể dịch là trade marketing ở đây mình dịch là marketing thương mại marketing phục vụ cho hoạt động thương mại đúng không à, thế. ok thì marketing hỗ trợ bán hàng là gì đấy mục thứ nhất là tổng quan hoạt động quản trị marketing hỗ trợ bán hàng thế thì chúng ta có thể hiểu là quản trị à, thực hiện các cái chiến dịch marketing hỗ trợ cho việc bán hàng tại các điểm bán À, bao gồm các cửa hàng của chúng ta, các chuỗi à, điểm bán lẻ của chúng ta hoặc là à, chuỗi nhượng quyền hoặc là các đại lý của chúng ta, được chưa? À, chúng ta gọi đó là điểm bán shop hay là à, mô hay là um, distribution, distribution store gì đó đều được. nhá. Yeah. Quản trị và thực hiện các chiến dịch marketing hỗ trợ cho việc bán hàng tại các điểm bán nhằm vào một trong số các mục đích sau đây tăng doanh số, tăng lợi nhuận, tăng độ phủ thương hiệu, tăng khả năng tái mua, tăng lòng trung thành và tăng trải nghiệm khách hàng thì à, chúng ta gọi nó làm trade marketing hay là marketing à, hỗ trợ bán hàng. Ok, thế thì ở đây ý, à, bộ phận nào thì liên quan đến cái hoạt động này thì chắc chắn rằng là đó là bộ phận kinh doanh hoặc là bộ phận marketing à, hoặc là bộ phận bán hàng à, hoặc là các bộ phận cùng tham gia đảm nhận các cái vị trí công việc này theo phân công của ban lãnh đạo ban tổng giám đốc và trong đó thì thông qua việc tối ưu trải nghiệm người mua và nhà bán lẻ để đạt được lợi nhuận và doanh số cho người bán hoặc là nhà phân phối thì các bạn có thể hiểu đấy là cái đối tượng áp dụng đúng không ạ và thế thì công việc của các hoạt động chính của trade marketing hay cái nhiệm vụ của trade marketing ở đây là tập trung vào nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể và thực hiện các cái giải pháp hoặc là các hoạt động marketing cụ thể nhằm uh, giúp khách hàng tiếp cận và cảm nhận tốt về các cái sản phẩm và dịch vụ của công ty tại mọi điểm bán lẻ uh, siêu thị trung tâm thương mại đại lý uh, xung quanh uh, và cảm nhận thì là phải cảm nhận giống nhau đúng không ạ cái sự đồng nhất sự uh, nhận diện thương hiệu sự đồng nhất về dịch vụ uh, định vị thương hiệu Đấy. thứ hai nữa là giúp khách hàng có thể dễ dàng mua sắm, dễ dàng mua sắm, đúng không ạ? Mua nhiều hơn, mua nhanh hơn, mua thuận tiện hơn và trải nghiệm khách hàng tốt. Đấy, mục đích là gia tăng doanh số bán hàng, gia tăng lợi nhuận, gia tăng trải nghiệm khách hàng vân vân như đã trình bày ở phía trên. Rồi à, tiếp tục đấy là đối tượng áp dụng là trong những ngành hàng bán buôn, bán lẻ, đấy, các cái sản phẩm là hàng hóa vật lý hoặc là, là dịch vụ đều được. Đấy. À, có các cái điểm bán à, chuỗi cửa hàng đúng không ạ? Các điểm bán di động vân vân. Tóm lại là phải có điểm bán, à, phải có điểm bán. Thế còn nếu mà mình bán trên web thì à, nó lại khác đúng không ạ? Mình bán livestream thì nó lại khác. À, thì nó vẫn có trade marketing nhưng mà cái tính chất và cái cách thức áp dụng nó sẽ khác một chút. Rồi, à, chúng ta có thể tự phát triển chuỗi hoặc là nhượng quyền thương mại hoặc là hợp tác với các cái chuỗi khác các ngành hàng phổ biến thường là các ngành hàng tiêu dùng tiêu dùng nhanh bán lẻ bán có chuỗi có điểm bán áp dụng tốt đúng không ạ bán buôn bán lẻ đều được các nhà phân phối nhà sản xuất ví dụ như là điện máy điện thoại xe hơi nhà hàng mỹ phẩm thời trang dược phẩm chuỗi bán xe máy rồi thì các cái siêu thị đúng không ạ các trung tâm thương mại đó rồi thì rất rất nhiều những cái ngành nghề khác nữa mà được liệt kê là các ngành nghề thương mại có bán buôn có bán lẻ và có phát triển các kênh phân phối ok rồi ok tiếp theo uh, trade marketing là gồm những công việc gì Đấy, gồm những công việc gì đúng không ạ thế thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy nó gồm những cái công việc như tôi đã liệt kê à, đó là cung ứng hàng hóa thiết kế bao bì và nhãn mát à, trưng bày cửa hàng Kỹ à, thuật trưng bày cửa hàng ví dụ như là show window hay là display in store đúng không ạ à, rồi thì vật phẩm trưng bày à, phát triển kênh phân phối à, xây dựng các cái chương trình và các kế hoạch bán vân vân à, đây là à, hoạt động quản trị marketing hỗ trợ bán hàng rất là cụ thể rất là cụ thể để chưa ạ vâng tiếp tục là à, chiến lược tung sản phẩm mới à, chiến lược tung sản phẩm mới thí dụ như các bạn thấy là Apple cứ một năm nó sẽ ra một cái phiên bản mới của iPhone, của Apple Watch, của MacBook, của iPad. Nói chung là nó cứ sẽ nâng cấp, nâng cấp. Đấy, còn đấy là cái 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 đợt nâng cấp về phần cứng. Thế còn phần mềm thì một năm nó có thể nâng cấp một, hai lần, ba lần tùy vào cái 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 tốc độ của nó, đúng không? Rồi khai trương điểm bán, khai trương điểm bán tức là mình grand opening đấy, khai trương như nào cho nó hiệu quả cho đông khách, đúng không? quảng cáo và truyền thông cho điểm bán trước trong và sau bán. Lập các kế hoạch marketing uh, hỗ trợ cho điểm bán, đúng không? Quảng cáo và xây dựng thương hiệu ngoài điểm bán để thu hút người ta đến nhá, ở bên ngoài điểm bán xung quanh đó. Thí dụ như là tôi khai trương một cái cửa hàng ở một con phố này, thế nhưng mà trong bán kính 3 km đấy tôi phải xây dựng thương hiệu ngoài điểm bán, đó. Các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ điểm bán hoặc là mở các điểm bán lưu động xây dựng các chương trình khuyến mại thì đây là những cái nhiệm vụ chính của các hoạt động ngoài marketing các bạn nhìn thấy ạ? nó rất là rõ ràng và kỹ và cụ thể đó và slide thì tôi làm thì rất là đẹp rồi tiếp theo à, các hoạt động marketing hỗ trợ bán hàng tại các điểm bán là gì à, thì à, mục 2.1 chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đấy là chúng ta cung ứng hàng hóa à, thì muốn cung ứng hàng hóa tốt đúng không? thì chúng ta phải dự báo được tiêu thụ À, bao nhiêu hàng hàng gì thời điểm nào doanh thu ra làm sao để mà mình có cái kế hoạch giao hàng đúng không ạ giao vận rồi chuẩn bị tồn kho cho nó hiệu quả à, xu hướng tiêu dùng của khách hàng mùa nào thức đó à, mùa này rét thì có bán được nhiều áo rét hay không à, hay là thời tiết nó ấm lên thì không bán được à, tết năm nay thì tiêu dùng nó sẽ khác gì so với tết năm ngoái À, nghe nói dân tình bây giờ không có tiền, thế thì phải tung sản phẩm gì ra? Có sản xuất nhiều hay không? Sản xuất nhiều thì dễ có thể là bị à, tồn kho, vân vân. Đấy, dự trữ hàng tồn kho tối thiểu là bao nhiêu? À, rồi tính toán cái thời gian giao vận à, trong những cái thời điểm cao điểm, vân vân, được chưa ạ? Thì tất cả những điều này đều phải được tính toán, đều phải có con số, phải có quy trình và phải có người thực hiện đấy là cái nhiệm vụ rất là quan trọng có thể nó sẽ thuộc phần của ban lãnh đạo công ty hoặc là của bộ phận kho hàng bộ phận giao hàng họ sẽ phụ trách nhưng với vai trò là một người là đứng đầu về mảng marketing truyền thông thì các anh chị vui lòng nói rằng là đây là một trong những cái vai trò nhiệm vụ của bộ phận marketing trong cái lĩnh vực là trade marketing tức là marketing thương mại marketing hỗ trợ bán hàng Đấy, thì tôi có thể không tham gia trực tiếp nhưng tôi muốn à, có trong các cuộc họp và tôi đưa ra ý kiến để đóng góp cho doanh nghiệp để đóng góp cho tổ chức à, tổ chức cái việc cung ứng hóa cho nó hiệu quả à, quy trình logistic à, xuôi logistic ngược như thế nào ví dụ như là mình ship hàng đi khách không lấy thì mình à, nhận về ra làm sao thời gian tất tần tật những cái đó đúng không thời gian giao hàng này tốc độ giao hàng này chi phí giao hàng này sự chính xác này, cách thức đóng gói này, xuất kho này, kiểm kê này, rồi thì chuẩn bị hàng hóa để giao hàng này, rồi thì có các phần mềm quản lý hay không, phần mềm gì, có thông với phần mềm kho hàng hay không, vân vân, thì chúng ta đều phải lưu ý cái việc này. Các bạn biết là nhất là các bạn bán hàng online thì đặc biệt là tôi sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ là khi mà các bạn bán hàng online mà các bạn giao hàng cho những người có thu nhập cao. Thì các bạn nhớ giúp tôi đấy là chúng ta phải giao hàng đúng giờ à, Trước đây tôi có một cái ví dụ mà à, Có một cái bạn bạn ấy bán hàng ở trên mạng Thì tôi có mua hai cái áo sơ mi Mỗi một cái áo sơ mi bạn ấy bán là à, Một triệu bảy một cái áo sơ mi của Hàn Quốc à, khá là đẹp Thì tôi có mua hai chiếc Thế thì tôi có hẹn bạn ấy làm Một lần đầu tiên thì tôi hẹn làm 10 giờ tại Địa chỉ nhà tôi thế thì sau đó thì khoảng cũng cái thời gian đó thì 12 giờ thì một bạn ship gọi điện là em giao hàng cho anh. Thế thì 12 giờ thì tôi đã đi ra khỏi nhà và đã đi rất xa ở đâu đó rồi. thí dụ như là tôi có thể đã lái ô tô đi gặp khách hàng ở một tỉnh nào đấy khác rồi đại khái là không đúng hẹn. Đấy, thì tôi cũng rất là muốn mua thì tôi có nói là vậy thì lúc khác giao lại cho anh. Thế bạn ấy cũng rất là cố gắng. Đấy, hôm sau bạn là giờ nào thì giao được cho anh tiếp. Thế tôi bảo này em giao cho anh vào uh, 11 giờ sáng của ngày thứ hai. Tôi hẹn rất là chính xác, giờ rất tôi hẹn rất chính xác, ví dụ thế. Thế thì uh, 11 giờ 45 thì ship của bạn ấy gọi điện và bảo là em đang đứng trước cửa nhà anh đây rồi, anh xuống nhận hàng. Thì tôi nói là tôi hẹn 11 giờ và 11 giờ 45 thì tôi đang đi ăn trưa với khách hàng rồi. Đó. Thế thì uh, bạn nói là nhưng mà bên kia không báo nọ kia vân vân thì tôi bảo cái đấy tôi không biết bởi vì làm tôi hẹn 11 giờ chứ tôi không hẹn giờ lung tung à, thế sau đó thì bạn bạn bán hàng cũng rất là nỗ lực một lần thứ ba gọi điện xin lỗi bảo là bây giờ à, em vẫn muốn giao hàng cho anh anh có muốn lấy nữa không mà tôi có tôi vẫn muốn mua cái áo này tôi muốn xem thế lần thứ ba giao hàng thì đến thì giao đúng giờ thế thì trong thỏa thuận giao hàng thì tôi có nói là tôi phải xem hàng rồi tôi mới mua thế thì đến khi mà mang đến đấy thì bạn ship bạn lại không cho tôi xem hàng bạn nói là 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 anh phải thanh toán rồi anh phải đứng đây anh xem hàng thì em mới cho anh xem vân vân vì hàng này nó nhiều tiền sợ bị lừa thế thì tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi mua hàng và tôi đã quyết định là không mua nữa và sau đó thì các bạn biết rồi đấy cái bên bán hàng này tốn rất nhiều tiền để chạy quảng cáo sau đó lại tốn đến ba lượt ship rồi đem lại cái trải nghiệm rất là tồi tệ cho khách hàng Đấy thì à đây là một cái ví dụ của mà bản thân tôi là là đang trải nghiệm thì tôi chia sẻ với mọi người chứ không phải có ý là chê bai hay là khoe khoang cái gì cả à, ý là chê bai bên kia rồi khoe khoang mình mua cái này cái khác không phải mà nó là một cái ví dụ mà mình cảm thấy là rất là tiếc là mình muốn mua cái sản phẩm đó thực sự là mình muốn mua thế nhưng mà ba lần quá tăng ba bận mình đều không mua được thì tự dưng trong lòng mình cũng cảm thấy rất là bức xúc bởi vì là cái cái cảm giác mọi người biết rồi trong marketing người ta nói là mua hàng thì phải có cảm xúc đúng không? mình đang thích mua mà tự dưng gặp cái cái, cái cái những cái trường hợp như vậy thì những cái tình huống như vậy thì bản thân mình không còn cảm xúc tích cực nữa thế là thôi mình không mua nữa và trong đầu mình thì tự dưng mình đánh giá cái thương hiệu đấy nó kém cái người bán đấy nó kém đúng không ạ? Vâng có khi nào thì doanh nghiệp rơi vào tình trạng là có đơn hàng nhưng mà không có hàng để giao À, có hàng thì không có đơn đúng không ạ? giao hàng thì giao trễ, à, giao sai hẹn vân vân. À, tất nhiên là với những cái sản phẩm mà nó vừa vừa tiền và đối đối tượng là à, phụ nữ những khách hàng ở công sở thì gọi có thể là xê à, si, si dịch 30 phút, 60 phút thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đúng là rơi vào trường hợp của tôi thì hẹn à, hai lần thì đều sai hẹn hết. đến lần thứ ba thì lại sai thỏa thuận. Vâng, à, nếu mà xảy ra vấn đề đó thì do khâu sản xuất hay khâu nhập hàng hay là khâu lưu kho đúng không ạ khâu tính toán tồn kho tối thiểu vân vân tính toán thời gian giao hàng không chuẩn Đấy, bộ phận kinh doanh và kho hàng chưa biết phối kết hợp với nhau tốt Đấy, mà lúc mà tôi làm ở cái công ty nhựa cũng như vậy Đấy, thì lúc sản xuất ra thì đầy hàng để xếp bắt đi bán đến lúc bán xong khách nhập thì lại không có hàng bởi vì là cái kho nó bé quá Đấy, mà tốc độ sản xuất của ngành nhựa thì nó rất là cao nó, nó sản xuất một đêm có thể tràn ngập sản phẩm đó ok à, tạm thời cái phần này ta dừng lại đây thì chúng ta sẽ xem video tiếp theo cho cái nội dung nó đỡ dài và cảm ơn các anh chị rất nhiều xin chào hẹn gặp lại video tiếp theo ngay sau đây